thân chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình và gian bếp của mình ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ trổ tài, sau khi mình đi học về thì mình trổ tài nấu một cái món ăn, đó là gà nè các bạn. Mình có một con gà ha, con gà, gà này gà kêu là gà dai của Mỹ mọi người. Thì mình sẽ nấu một cái món là gà nấu sáp ấu. Thì nếu như ai là người miền Tây là sẽ biết là sáp ấu là củ cải muối, còn cái người thành phố hoặc từ miền Trung đổ lên thì họ sẽ gọi là củ cải muối chứ không phải là sáp ấu nha mọi người. Đây, củ sáp ấu là củ cải muối nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nấu một nồi gà hầm sáp ấu để dành ăn. Mình rất thích cái món này, nó rất là dễ húp và ăn rất là ngọt nước nữa các bạn. Cho nên á, lâu lắm mà mình cũng thèm món này, cho nên mình sẽ vào bếp và nấu món này ăn cùng tất cả mọi người nha. Mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Với con gà này mọi người thì mình sẽ dùng một ít chanh và gừng, mình sẽ sát lên con gà để mình khử mùi tanh của con gà nha các bạn. Ha, mình dùng cái gừng này mình cái chanh mình chà lên cái da của nó. Dao đó cho nó đừng có ra có mùi hôi lông á các bạn. Khi mình nấu nó có mùi hôi lông. Để mình đập cái gừng. Cái bài này của mấy chị á làm YouTube chung á mọi người. Đó. Thì qua kênh của mấy chị xem á thì cũng thấy và học được một chút chiêu. Rồi, đó. Xác lên. Con làm đi. Mẹ làm đồ ăn, mời cho con ăn luôn nha. Mời. Rồi. Còn một miếng nữa. Sắt vậy đó hả? Sắt vậy hả? Ừ, rồi nấu ăn cho mẹ ăn nha. Được chưa? Được chưa? Chặt mạnh lên. Cái con cầm cái gì đó cho mẹ coi, con cầm cái gì á, đâu coi mẹ coi coi, cái dao con đâu, đưa cho mẹ coi coi dao con hả? Ok, dao con nè. Ok rồi, con chặt đi. Giỏi quá, nấu ăn á cô chú ơi, ăn gì nấu ăn cho ba với mẹ ăn á cô chú. Rồi đem bỏ rác rồi. Nếu mà chiếc tàu này nó quớt á là nó muốn gắn nhiều thứ trong tàu đó. Nên nó làm mấy cái đó là quớt. Rồi ok, rồi ngồi xuống đi con. Ngồi xuống, đóng tủ lại. Rồi ngồi xuống. Anh nghĩ sao nó quán, nó không phải nó lấy gì, nó bỏ biết nhiêu tiền vô, nó quán gắn lắm. Về phần cái này thì mình sẽ cắt lát ra. Cắt như thế này nè mọi người. Đó. Cắt như vậy nè. Cắt hết cái này ra xong rồi mình bóp muối. Bây giờ mình bỏ này vào.
chín rồi các bạn. Cái nước ngọt của sá bấu bắt đầu nó ra nè mọi người. Mọi người thấy cái nước nó vàng không? Đó, cực kỳ ngọt luôn mọi người, có thể ăn với bún. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nha mọi người. À, có muối vậy cho nên mình nêm ít thôi. Lúc Long mới đi ăn về. Năm cục đường vàng. Phần thịt kho nè mọi người. Em bắt bếp lên xong rồi em kho. Em ướp khoảng 15 phút em mới kho nha các bạn. Rồi bây giờ mình kho cho nó săn lại hết. Xong rồi mình đổ chút xíu nước thôi.